Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa tất cả các bạn trong khóa tu. Hôm nay thầy rất là vui được trở về đây gặp gỡ hơn 3.000 bạn trẻ đến từ mọi nơi và trở về tham dự khóa tu mùa hè năm 2016 tại chùa Hoằng Pháp. Lời đầu tiên, thầy xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bạn và chúc các bạn có một khóa tu thật an lạc và thành tựu. Thưa tất cả các bạn, sáng hôm nay thầy đặt chân về đây trong một cái buổi sáng rất là tinh khôi, nhìn các bạn đang sinh hoạt trước chánh điện chùa Hoằng Pháp. Lòng của thầy cảm thấy như trẻ lại và rất là hoan hỷ hạnh phúc. Mỗi lần khi chúng ta đến mùa hè, mình có cái thời gian quý báu rảnh rỗi mà chúng ta biết tận dụng và nâng niu trân quý những cái phút giây rảnh rỗi đó mà về tham dự khóa tu. Một năm chỉ tổ chức một lần ở tại chùa Hoằng Pháp cho tuổi trẻ trong 7 ngày như thế này. Đây là một cái cơ hội mà thầy nghĩ rằng rất là hiếm quý. Thầy đi giảng các khóa tu mùa hè, thầy mơ ước, thầy cũng thấy nuối tiếc cho bản thân của mình. Hồi còn trẻ như các bạn, thầy không có được cái cơ hội, thầy không có được những cái giây phút mà được chư tôn đức và các cái ngôi chùa tổ chức những cái khóa tu dành cho tuổi trẻ mãi cho đến mấy chục năm sau. Mà chứng kiến và tham dự những khóa tu này, thầy cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bản thân các bạn ở đây phải cảm thấy mình rất là diễm phúc và may mắn thật sự. Thưa tất cả các bạn, cuộc sống ngày nay á, nếu chúng ta nhìn một cách tổng quát và nhìn một cách sâu sắc á, thì chúng ta cũng gặp nhiều cái thuận duyên, gặp nhiều cái thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó, về mặt tinh thần, tâm lý và đời sống tâm linh á, chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách rất lớn, những cái khó khăn và những cái bế tắc, những cái đau khổ trong cuộc đời. Vậy thì khi chúng ta đến với Đạo Phật á, mình không chỉ đến với trên phương diện tín ngưỡng để cầu khẩn cúng bái lễ lạy, mà chúng ta đến với Đạo Phật để tìm hiểu, để ứng dụng và áp dụng những cái giáo lý của Đức Phật để làm sao hóa giải những cái khó khăn, trở ngại, những khổ đau, làm cho cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp hơn. Một sự thực ngày nay đang diễn ra trong cuộc sống là tuổi trẻ cũng như các vị đã trải nghiệm lớn tuổi đang gặp phải những cái bế tắc, những cái khủng hoảng, những cái khó khăn trong mọi phương diện của cuộc sống. Vậy thì quan điểm và cái nhìn của Đạo Phật về những cái bế tắc trong cuộc sống thường nhật như thế nào? Tính chất của nó ra sao? Có những cái hình thức bế tắc như thế này, nguyên nhân vì sao? Và những giải pháp của Đạo Phật đối với những cái bế tắc trong cuộc sống này như thế nào? Đó là những cái vấn đề chính mà sáng hôm nay thầy xin chia sẻ đến toàn thể các bạn trong khóa tu này. Thưa tất cả các bạn, khi mình nói đến những bế tắc trong cuộc sống á, thì nó vô cùng là nhiều, phong phú lắm và thể hiện trên mọi lĩnh vực. Tuổi trẻ có những cái khó khăn vấn nạn, những bế tắc của tuổi trẻ. Những người lớn tuổi, bậc cha mẹ thì có những cái bế tắc và khó khăn. Những bế tắc này được biểu hiện trên mọi cái phương diện, ví dụ như phương diện xã hội, phương diện giáo dục, phương diện kinh tế, phương diện chính trị, phương diện về môi trường, vân vân. Mà thầy nghĩ rằng không phải xã hội Việt Nam chúng ta và tuổi trẻ chúng ta ở đây mà phải đối diện với những bế tắc đó, mà ngay cả những cái xã hội phương Tây và những cái quốc gia tiên tiến, người ta cũng đang đối diện với những cái vấn nạn lớn và chưa tìm ra những cái giải pháp. Thầy vừa đi Úc trở về cách đây mấy tháng. Thầy bay qua 5 tiểu bang ở Úc, mà đi đến đâu á thì đều gặp những Phật tử đã định cư ở Úc lâu rồi, nhưng mà khi mà gặp thì trên khuôn mặt của họ hằn lên một cái nét ưu tư, có những giọt nước mắt, có những cái nỗi đau khổ, và họ gặp những cái bế tắc và những cái khó khăn trong cuộc sống không có hóa giải được. Cho nên họ tìm đến Đạo Phật và họ nhờ cái sự tư vấn của các vị thầy tâm linh để làm sao hóa giải những cái bế tắc đó. Khi mình nói đến những bế tắc trong cuộc sống, tức là chúng ta đang gặp những cái khó khăn,
những cái trở ngại mà mình không tìm ra phương pháp để giải quyết, để hóa giải nó. Cho nên chúng ta càng ngày càng bị khủng hoảng, lo âu, tuyệt vọng, trở nên cảm thấy cuộc đời này là đầy tiêu cực, đầy cái sự lo lắng và tạo nên một cái sự căng thẳng trong tâm thức của mình. Nói đến trên phương diện bế tắc ngày nay á, thì thầy nghĩ rằng đối với tuổi trẻ của các bạn ở đây, thì thầy nghĩ cái bế tắc đối với của các bạn đó là những cái, đặc biệt là những cái vấn đề học hành. Thứ hai là trên phương diện tình bạn, tình cảm trong tâm lý của đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè trong lớp, trong tập thể của mình. Và thứ ba là chúng ta đang có những cái bế tắc về những sinh hoạt của xã hội mà chúng ta chứng kiến. Và thứ tư là những cái bế tắc trong cái tương lai của mình. Mình không biết tương lai mình học cái ngành đó ra rồi có việc làm hay không, rồi nó như thế nào trong những ngày sắp đến, hoặc là trong những cái năm tương lai của mình. Thì đối với tuổi trẻ ngày nay á, thì cái sự bế tắc đó nó biểu hiện rất là đa dạng. Mà cái tuổi trẻ chúng ta trong giai đoạn học cấp 3 hoặc là trong giai đoạn đại học á, thì mình lo nhất là vấn đề gì? Vấn đề học. Cho nên ở đây thầy nghĩ rằng là có những cái điều mà mình phải hướng đến đạo Phật để tìm ra những cái sự hóa giải đó. Có những bạn khi mà bước vào trong cái việc học á, thì cái bế tắc hiện nay là chúng ta đôi khi mình đang gặp cái trở ngại về vấn đề thời gian. Không có thời gian nhiều và không có những cái thời gian thích hợp để đầu tư cho việc học. Cho nên nhiều khi mình cảm thấy có những cái bối rối, không có giải quyết được. Và cái sự bế tắc này nếu về xét về phương diện á, thì chúng ta thấy nhiều phương diện lắm. Từ cái vấn đề cư xử bạn bè trong tình cảm của cha mẹ và những cái vấn đề và định hướng cho tương lai. Và thực sự thì chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao ngày xưa xã hội nó chậm phát triển và nó ít phát triển hơn ngày nay, nhưng mà cuộc sống của con người ta nó thanh thản. Mà ngày nay thì tại sao mình gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn vấn nạn như thế? Thì cái nguyên nhân đầu tiên của những bế tắc trong cuộc sống ngày nay á, thầy nghĩ rằng đó là những cái bản chất hay là tính chất của cuộc đời này. Cuộc đời này á, nó không phải bao giờ nó cũng êm đềm, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng thuận duyên hết. Mà thầy nghĩ rằng cuộc đời này bao giờ nó cũng có những cái sóng gió thầm lặng, hoặc là nó hiện khởi một cách rõ ràng trong cuộc sống. Thứ hai nữa, sở dĩ ngày nay chúng ta gặp nhiều những bế tắc là bởi vì chúng ta phải đang bị chi phối bởi cái nhịp sống nó hối hả, nó quá ư là áp lực trong cuộc sống. Và khi mà mình sống vội, sống nhanh và sống lao về phía trước mà mình không biết đang đi về đâu á, thì nó càng làm cho chúng ta trở nên bối rối, khó khăn, và những cái trở ngại nó xảy đến mình không thể nào lường trước được. Ở tại Anh Quốc, thành phố London, một hôm có một cô gái còn trẻ lắm, chúng tôi nghĩ rằng cô ta khoảng 18, 19 tuổi thôi. Và cô ta đến một cái cầu bên dòng sông ở tại thủ đô London đó, và cô ta cầm một cái khăn. Khi mà cô ta vò cái khăn đó buổi sáng hôm đó, thì cô ta cứ thầm rủa hay là thầm trách cái người bạn trai của mình. Và cô ta nói một cách rất là tự nhiên. Thì lúc đó có một ông cụ, ông cũng đi đến cái cầu đó và nhìn xuống dòng sông. Thì tình cờ ông cụ ông nghe cô ta mới thầm trách như thế này, là đã 2 tháng nay anh hẹn em đến nơi này, và mỗi ngày như thế đúng 9 giờ sáng anh đều đến vào ngày thứ năm, nhưng mà sao hôm nay đã 10 giờ rồi anh còn chưa đến? Vậy thì anh có phải là người kẻ bạc tình, kẻ phụ tình, anh là người không trung thực, anh là một cái con người dối trá? Cho nên cô ta đã khóc, và bất thình lình thì cô ta đã nhảy xuống dòng sông đó. Cái hành động này nó xảy ra nhanh quá, cho nên ông cụ ông đâu có phản ứng kịp. Thì khi mà nghe cô gái nói như thế và có hành động một cách rất là nông nổi như thế, thì khi mà cô gái dần dần chìm xuống cái dòng sông đó, thì ông cụ ông mới lầm bầm, ông mới thốt ở trong miệng ra: sao mà cô gái này nôn nóng vậy? Hẹn 9 giờ sáng ngày thứ năm mỗi ngày, nhưng mà hôm nay mới có thứ tư mà cô gái này lại trách bạn trai của mình. Tại vì cô ta chờ đến ngày thứ năm mà hôm nay nôn quá, cho nên cô ta đến sớm.
mình thấy tuổi trẻ bây giờ với cái tâm lý và giới tính nó phát triển rất là nhanh. Cho nên thầy nghĩ rằng những cái trở ngại chính trong đời sống là đời sống tình cảm của chúng ta. Có nhiều bạn mới nói rằng là cỏ non xanh tận chân trời, anh còn xanh cả bởi vì anh yêu. Tức là anh yêu một người bạn, cho nên cái cuộc sống của anh là xanh sao gầy ốm bởi vì nhớ nhung lo lắng. Và cái hạnh phúc của con người chúng ta ngày nay nó bị chi phối là bởi vì cái sự nóng vội và nôn nóng ở trong cuộc sống này. Như vậy thì thầy nghĩ rằng cái lý do thứ hai ở đây do nhịp sống nó quá hối hả và quá căng thẳng. Thứ ba nữa, lý do thứ ba là bởi vì chúng ta đang lao về phía trước mà chúng ta không biết mình đang đi về đâu và chưa có định hướng của mình. Khi mình thấy một bạn học cái ngành đó ra có việc làm, thấy những cái người đi trước ra thành công thì chúng ta cũng chọn cái ngành đó và chúng ta chọn cái môn học đó. Nhưng mà chúng ta rất là lo lắng, chúng ta rất là ưu tư, không biết rằng mình có được như những người đi trước hay không. Hoặc là nhiều bạn cũng về chùa hoặc là về các cái tham dự các khóa tu, nhưng mà chúng ta chưa có xác định được, chưa có hiểu được cái giá trị và cái nội dung đó, cho nên chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng. Rất là nhiều bạn bây giờ được hỏi rằng là mục đích cuộc sống hiện tại là gì, thì nhiều bạn trẻ bây giờ trả lời rằng là con muốn sống hạnh phúc. Thì đặt một cái câu hỏi kế tiếp rằng là theo bạn vậy hạnh phúc là gì, thì nhiều bạn mới trả lời rằng là hạnh phúc á, là khi chúng ta có một bằng cấp, chúng ta có một cái nghề nghiệp ổn định, chúng ta có một cái sự thành công trong nghề nghiệp, chúng ta có một gia đình hòa thuận êm ấm và chúng ta có một cái sự thu nhập ổn định, vân vân. Như vậy thì những cái điều đó đưa ra đó nó hơi mơ hồ, cho nên càng đi sâu vào đó chúng ta càng hoang mang và cái hạnh phúc của chúng ta nó không có cụ thể rõ ràng và đưa đến cái sự khó khăn cho chúng ta. Cái điều thứ tư nữa, thầy nghĩ rằng cái lý do của những bế tắc này đó là bởi vì chúng ta ngày nay ai cũng bận rộn, có quá nhiều việc đi, ai cũng bề bộn mà chúng ta không xác định việc gì là chính, việc gì là phụ, việc gì là quan trọng, việc gì là thứ yếu. Cho nên chúng ta bị mất thời gian và vào những cái việc không cần thiết. Khi mà chúng ta phải xác định cái trong vị thế này và trong cái vai trò này mình làm việc gì, và trong vị thế khác mình làm việc gì cho nó phù hợp. Còn nếu chúng ta làm những việc không phù hợp với cái độ tuổi của mình, với cái khoảng thời gian hiện tại của mình, mà chúng ta lại làm những cái việc không quan trọng, phụ và không cần thiết khác mà nó mất thời gian đi, thì làm cho chúng ta làm sao phí thời gian, và chúng ta sẽ không đạt được những cái ước mơ quan trọng trong cuộc đời của mình. Có một cậu bé đó, một hôm cậu về nhà, cậu thưa với bố của mình rằng là: bố ơi bố, ngày mai cô giáo yêu cầu bố phải lên lớp gặp cô giáo. Thì người bố nói rằng là: con đi học, tại sao mà cô giáo lại yêu cầu bố lên gặp cô giáo làm gì? Cô giáo, tại vì, thì cậu bé mới nói rằng là cô giáo có hôm nay có thông báo rằng là những bạn nào mà giải toán bị sai, làm bài tập về nhà bị sai thì phải lên gặp trực tiếp cô giáo để cho cô giáo để làm việc với những người đó. Thì ông bố giật mình, bởi vì xưa nay những bài tập của con trai mình ông làm thế hết, mà lần này làm sai cho nên cô giáo yêu cầu gặp. Là đứa con nó rất là hồn nhiên, rất tự nhiên, nó kêu bố lên gặp cô giáo của nó. Cho nên cái công việc học hành của đứa con không phải là cái công việc của người bố. Người bố chỉ là những cái người mà hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ cho đứa con mình, không thể làm thay thế cho đứa con mình được. Cho nên thầy nghĩ rằng nó có nhiều cái lý do và nhiều cái nguyên nhân để dẫn đến cái sự bế tắc trong cuộc sống này. Thì thưa các bạn, cái quan trọng và cái mấu chốt ở những cái vấn đề, vấn nạn trong cuộc sống ngày nay á, đó là chúng ta đã có những nhận thức sai về những cái khó khăn, trở ngại và những bế tắc trong cuộc sống. Nhận thức sai đầu tiên của các bạn trẻ đối với những cái khó khăn và bế tắc trong cuộc sống này á, là các bạn nghĩ rằng đây là một cái chuyện tự nhiên, đây là một cái hiện tượng phổ biến. Thôi thì khi mình gặp những cái bế tắc này, mình hãy buông xu cuộc đời. Cho nên nhiều bạn trẻ gặp phải những cái khó khăn trong vấn đề tình cảm, trong vấn đề học tập, trong vấn đề cái cuộc sống,
Cho nên các bạn lao vào những cái con đường buông thả mình theo những cái nếp sống nó không lành mạnh tốt đẹp, trong rượu, bia, xì ke, ma túy và trong những cái nhu cầu rất là sai lệch, để quên đi những cái bế tắc trong cuộc sống. Khi mà chúng ta lao vào những con đường đó, quên đi những bế tắc, thì các bạn có quên được không ạ? Các bạn sẽ không quên được. Mà mỗi lúc các bạn sao? Các bạn sẽ càng buồn hơn, đau khổ hơn và chồng chất nhiều cái áp lực hơn nữa. Đó là cái nhận thức sai lầm mà chúng ta lại buông thả cuộc đời mình. Nhận thức sai lầm thứ hai về những bế tắc á, thì các bạn nghĩ rằng tất cả những cái khó khăn, đau khổ hay là bế tắc cuộc đời mình á, là không phải do mình gây ra, là do xã hội, do người dân, do những cái người thân của mình, chứ không phải do mình. Cho nên khi mà chúng ta nhìn nhận và chúng ta đánh giá vấn đề này nó không chân chính và lệch lạc á, thì đôi khi nó tạo nên những cái hậu quả. Có hai vợ chồng này á, lấy nhau 11 năm mà không có con. Một hôm thì Đức rất là may mắn thì người vợ mang thai và sinh ra được một đứa con trai rất là kháu khỉnh. Và người chồng và cả người vợ vô cùng hạnh phúc. Và năm đứa bé này lên 2 tuổi á, một buổi sáng nọ người chồng quá bận rộn và anh ta lấy một cái chai thuốc anh ta uống. Nhưng mà anh ta quá bận rộn cho nên anh ta dặn người vợ: em nấu ăn xong em nhớ đóng lại cái chai thuốc đó để mà cất đi, đừng để cho con của mình thấy và con của mình đụng đến. Người vợ cũng gật đầu và hứa với người chồng, và người chồng vội đi làm. Cô ta cặm cụi nấu ở dưới bếp nhưng mà cô ta quên mất. Thì đứa bé 2 tuổi đó nó mới mon men đến cái bàn của cái người cha của mình đó, và thấy cái chai thuốc nó đẹp quá, đâu biết đâu. Cho nên nó lấy nó uống, nó lấy nó nuốt. Nó uống nuốt nhiều quá đến nỗi là bị phải đi cấp cứu, bất tỉnh mê man. Và cuối cùng khi đưa vào bệnh viện một thời gian gần một ngày thì đứa bé nó chết. Nó chết thì người mẹ rất là đau khổ và cô ta rất là tuyệt vọng, bởi vì đó là cái nguồn hạnh phúc lớn lao duy nhất trong 11 năm qua mà cô ta, vợ chồng cô ta mới có được. Và khi nghe tin đứa con trai mình hấp hối và qua đời như thế thì người chồng ở tại cái công ty cũng chạy đến bệnh viện. Và khi chạy đến bệnh viện và nghe cái hung tin đó thì người chồng chỉ nói có 3 chữ thôi: anh yêu em. Tại sao như thế ạ? Tại sao không thương con của mình mà nói với người vợ mình là anh yêu em? Bởi vì người chồng suy nghĩ rằng cho dù mình trách móc người vợ, cho dù mình mắng nhiếc người vợ thì sao? Thì đứa con nó cũng đã mất rồi. Nhưng xét lại á, thì cái lỗi chính từ đầu là do ai ạ? Do chính mình. Do chính mình. Mình uống thuốc, mình không đóng lại cái chai thuốc đó, rồi mình nhờ người vợ. Vậy thì người vợ chỉ là cái người là phụ thôi, người thứ hai thôi. Cho nên cái người chồng ứng xử trong cái trường hợp này rất là hay. Chúng ta gặp phải những bế tắc trong cuộc sống, khó khăn trong cuộc đời này, chúng ta cứ trách cứ môi trường, thời đại, thời cuộc, hoặc là cha mẹ, anh em quan tâm đến chúng ta. Thực sự rằng cái quan trọng ở đây á, là chúng ta phải ý thức được cái vai trò của chính mình khi đối diện với những bế tắc khó khăn đó là phải làm gì. Chứ không, chúng ta không trách cái môi trường cuộc sống được. Cho nên đó là cái nhận thức thứ hai mà chúng ta thấy rất là phổ biến. Nhận thức thứ ba là có nhiều bạn nghĩ rằng sở dĩ mình học không đến nơi, thi không đỗ, rồi tốt nghiệp ra không có việc làm, rồi không có gặp những cái thuận duyên trong vấn đề tình duyên, trong vấn đề hôn nhân, rồi gặp cha mẹ khắc tinh gì đó, cho nên không hòa hợp với cha mẹ. Thành ra các bạn nghĩ rằng do cái số phận của mình, do cái tuổi của mình, do cái mạng của mình nó xấu quá, cho nên bây giờ mình phải làm sao? Phải đi cúng giải hạn. Thầy có một cái người bạn học cũng ở quê của thầy. Không biết khi mà cô ta lấy chồng rồi cô ta sinh 2 đứa con, làm ăn ở trên cao nguyên sao không biết, thì thất bại liên miên. Rồi gia đình cũng lục đục nữa. Thì đi xem một ông thầy, ông thầy về xem tướng á. Ông thầy ông nói rằng cái mạng của cô không có tốt, tuổi cô không có tốt, bây giờ tôi sẽ cúng giải cho cô thì mọi việc đâu sẽ vào đó, gia đình hòa thuận và sự nghiệp hanh thông và cô sẽ làm ăn rất là thành đạt. Nhưng mà cái buổi lễ tôi cúng cho cô phải tốn 40 triệu. Các bạn biết rằng cái người mẹ trẻ này rất là nghèo, ở sống ở cao nguyên, tiền đâu có 40 triệu,
cho nên mới đi vay các bạn bè rồi lấy giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng để vay cho đủ số tiền 40 triệu. Và khi mà ông thầy cúng đông cúng xong rồi thì cô ta mới để ý một tuần sau, một tháng sau, vài tháng sau, đến một năm sau, nghèo vẫn là nghèo, khổ đau vẫn là khổ đau, lục đục vẫn là lục đục, và thất bại vẫn là thất bại. Thì mới tìm đến ông thầy lần thứ hai, ông thầy mới nói rằng cái nghiệp của cô nặng quá, cái mạng của cô nó xấu quá đi, tôi cúng một lần chưa đủ, bây giờ cúng lần thứ hai nữa, kiếm cho tôi 40 triệu nữa. Và cô ta lại quá tin vào cái vị thầy này, cho nên lại đi vay, đi mượn những người bạn thân nhất của mình cho đủ 40 triệu nữa. Cho nên đây không phải là một cái chuyện hiếm hoi đâu, cá biệt đâu, đây là những cái chuyện nó phổ biến rất nhiều trong xã hội ngày nay. Đối với các bạn, chúng ta đừng có quá mê tín, đừng có quá mù quáng tin vào những cái chuyện nó viễn vông, số mạng, rồi cái nghiệp xấu vân vân của mình, rồi đi vào những cái con đường lầm lạc, càng ngày chồng chất đau khổ và áp lực nhiều hơn. Cho nên cái nhận thức thứ ba là cho rằng cái số mạng, cái vận mạng của mình, cái tuổi tác của mình nó xấu, cho nên mình phải gặp những cái bế tắc, và bây giờ mình hóa giải bằng cách là cúng kính, cầu khẩn thần linh. Đó là những điều rất là nguy hiểm. Cái nhận thức sai lầm thứ tư á, là sở dĩ chúng ta gặp phải những cái bế tắc trong cuộc sống là bởi vì chúng ta hay mặc cảm về cái ngoại hình của mình, mặc cảm về cái thân phận của mình, mặc cảm về hoàn cảnh gia đình của mình, mặc cảm về trí thông minh của mình, mặc cảm về những cái năng khiếu và khả năng của mình. Khi chúng ta học không bằng bạn, khi chúng ta xấu hơn bạn, khi chúng ta có một gia đình nghèo hơn gia đình của bạn, chúng ta hay khởi lên một cái tự ti mặc cảm, và chúng ta cảm thấy rằng là cuộc đời mình sanh ra tại sao cũng trong thời đại, cũng trong một cái địa phương như thế mà bạn mình gia đình thành công, xinh đẹp, cao ráo, thông minh, học giỏi, còn mình sao, cái gì cũng thua bạn hết. Cho nên lần lần những cái sự mặc cảm đó nó dẫn cho chúng ta một cái sự tự ti, rồi chúng ta không dám, không muốn và không có ước vọng làm những cái gì lớn lao cả. Dần dần nó kết nối và dần dần nó tạo nên một cái nội kết, và chúng ta cảm thấy là bế tắc và những cái khó khăn trở ngại trong cuộc sống nó càng ngày càng lớn lên. Ở tại Philippines có một cái cô gái, cô ta sinh ra trong một cái gia đình cũng rất là học thức, gia đình có một trình độ học thức rất là cao, nhưng mà cô gái này chỉ có 1,5 mét thôi, và cô ta không có cái ngoại hình xinh đẹp nữa. Mỗi lần mà cô ta lên lớp á, thì bị các cái bạn trong lớp á, xa lánh, cách ly. Cô ta thấy một cái tập thể nào á, cô ta đến thì tập thể đó tưởng như là không có sự hiện diện của cô ta như vậy. Tức là không quan tâm và không bao giờ có một cái thiện cảm đối với cái ngoại hình và cái chiều cao khá khiêm tốn của cô gái này. Nhưng mà cô gái này, cô ta không có mặc cảm về chuyện đó, bởi vì cha mẹ của cô dạy cho cô rằng là cái điều mà đáng mặc cảm, cái điều mà đáng xấu hổ trong cuộc đời này á, là cái tính cách, cái lối sống, cái sự sống của mình, chứ không phải cái ngoại hình, không phải là hoàn cảnh gia đình, không phải là cái vị thế của gia đình của mình, vân vân. Và cô ta đã cố gắng và cô ta đã nỗ lực trong việc học tập, và cô ta nhận được một cái suất học bổng ở tại nước ngoài. Và sau khi cô ta tốt nghiệp tiến sĩ về, cô ta tham gia các hoạt động ở trong cái lĩnh vực về chính trị và kinh tế của quốc gia, và sau này cô ta đã trở thành nữ tổng thống của Philippines. Một cái tấm gương rất là đặc biệt. Và khi mà dân chúng hỏi rằng tại sao chọn cái người phụ nữ này để làm tổng thống, thì dân chúng trả lời rằng bởi vì cô ta là một người có nghị lực, có một cái định hướng rõ ràng, và có một cái bản lĩnh, có một cái sự dũng cảm trong cái cuộc đời riêng tư, cũng như trong cái quan điểm về chính trị quốc gia của mình. Cho nên chúng ta hay bị những cái mặc cảm hoàn cảnh xã hội, cho nên chúng ta càng tự ti và càng bó buộc, càng trở nên là cô lập cuộc đời của chúng ta. Và những yếu tố đó nó dần dần vô hình, nó dắt dẫn chúng ta đến những cái trở ngại và bế tắc trong cuộc sống. Vậy thì thưa các bạn, khi chúng ta rơi vào những cái bế tắc trong cuộc sống như thế thì hậu quả của nó như thế nào?
Cái hậu quả đầu tiên của sự bế tắc là làm cho chúng ta không còn cái ý chí, không còn cái ước vọng và không còn cái niềm vui trong cuộc đời nữa. Khi mà mình học mà mình thi rớt liên miên, làm ăn thất bại, rồi quan hệ người này người kia không được đáp lại thì sao? Thì chúng ta cảm thấy cuộc đời này nó buồn lắm, nó một màu đen thôi, không có cái nhiệt huyết, không có niềm vui gì nữa, và chúng ta không có còn yêu thích gì trong cuộc sống, cho nên rơi vào cái trạng thái là sao? Mệt mỏi, tiêu cực, chán nản và bí lối, và không có tìm ra một cái ánh sáng cho cái cuộc đời của chúng ta. Cái hậu quả thứ hai là khi mà chúng ta rơi vào những bế tắc trong cuộc sống là đa số chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề là từ giã cuộc đời này và không muốn sống chút nào nữa. Cái nguy hiểm là ở chỗ đó. Cách đây mấy tháng thì các bạn đã biết một cái người mẹ trẻ 30 tuổi ở tại Đồng Nai thôi, bởi vì có một cái gặp phải cái thất bại trong vấn đề buôn bán làm ăn nó không thuận tiện, cho nên cô ta siết cổ đứa con gái mới có 1 tuổi, rồi xong cô ta treo cổ tự tử. Rồi cách đó khoảng 2 tháng sau thì ở tại thành phố này có một người mẹ 39 tuổi, bởi vì cãi vã với chồng và bởi vì người chồng của cô ta là thường uống rượu uống bia, về nhà dùng vũ lực và hành hạ cô ta không chịu được, cho nên cô ta đã giết đứa con 3 tuổi để cho người chồng đau khổ, rồi sau đó cô ta cũng dùng dao tự tử luôn. Những cái hiện tượng này thầy nghĩ rằng phổ biến rất là nhiều. Và khi mà mình gặp những cái bế tắc mà không giải quyết được thì cái hậu quả nó đưa đến là gì? Chúng ta không muốn sống nữa, không còn tha thiết với sự sống này nữa, và làm cho chúng ta có những cái hành động quá nông nổi và tội lỗi và đau khổ trong cuộc đời này. Cái hậu quả thứ ba nữa là nó làm cho chúng ta trong cuộc sống này, khi mà đối diện với những bế tắc, mình sẽ không có những cái định hướng, mình sẽ mất phương hướng, mình sẽ rơi vào một cái trạng thái chông chênh, mênh mang, rồi không có biết cuộc sống mình nó có ý nghĩa, có giá trị và có một cái lý tưởng nó rõ ràng như thế nào. Làm cho chúng ta trở nên cảm thấy là lo lắng và càng đi vào những cái hành động rất là cuồng tín, điên rồ và muốn làm những cái chuyện nó ngược ngạo trong cuộc đời này. Cho nên mình thấy những hậu quả của những sự bế tắc đó nó rất là nguy hiểm và ảnh hưởng không chỉ bản thân chúng ta mà ảnh hưởng rất là nhiều người trong cuộc sống. Vậy thì cái vấn đề chính hôm nay thầy muốn chia sẻ với tất cả các bạn ở đây là cái phương cách để nhìn nhận, hóa giải và vượt qua những bế tắc trong cuộc sống bằng cách nào. Thưa các bạn, khi chúng ta gặp phải những khó khăn, những cái nghịch cảnh và những cái bế tắc trong cuộc sống, cái vấn đề đầu tiên thầy nghĩ rằng tất cả các bạn, nếu mà theo cái nhìn và phương pháp của Đạo Phật, các bạn hãy bình tâm trở lại. Đừng quá tuyệt vọng, đừng quá lo âu, đừng quá căng thẳng. Chúng ta hãy tìm một nơi nào đó, hãy ngồi thật là yên tĩnh, hãy ngồi thật là thư thái, hãy ngồi thật là tĩnh tâm, để chúng ta nhìn lại những cái khó khăn và bế tắc mình đang đối diện nó như thế nào. Rồi mình hiểu cái tính chất của nó làm sao, mình hiểu những cái nguyên nhân của nó và mình tìm ra những cái phương hướng giải quyết nó. Trong cuộc sống này, nếu chúng ta có một cái tâm lý tiêu cực thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ nó là khó khăn. Mà nếu chúng ta có một cái tâm lý tích cực thì mọi thứ nó nhẹ nhàng và đơn giản và không có gì gọi là bí lối là khó khăn cả. Khi chúng ta ngồi ở trong một cái trạng thái yên tĩnh rồi chúng ta nhìn lại vấn đề trong một cái sự bình tâm đó, thì chúng ta hãy tập một cái phương pháp mà Đạo Phật dạy cho chúng ta, đó là gì? Chúng ta hãy tập thở, chúng ta hãy ngồi thật thẳng và chúng ta hãy thở những cái hơi thở thật nhẹ, thật sâu. Và cái hơi thở mà mình chỉ cần theo dõi hơi thở trong một cái thời gian ngắn thôi thì sao? Thì nó quân bình cái cơ thể, cái tâm của mình cũng như cái tâm lý của mình. Cái hơi thở trong cuộc sống của chúng ta nó quan trọng lắm. Cho nên người ta thường nói như thế nào ạ? 100 năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải hít ra thở vào. 100 năm trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như nước Cuba, người ta cũng phải hít ra thở vào.
gần gần như ở nước Lào người ta cũng phải hít vào thở ra. Dầu như Mỹ, Nhật, Pháp, Nga người ta còn phải hít ra thở vào. Nghèo khổ thiếu thốn thế nào người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói chung trong cõi người ta muốn sống thì phải hít ra thở vào. Cái điều đó là điều thực sự, điều đó là điều chắc chắn. Bây giờ trong cuộc sống này cái gì quý giá nhất ? Cái gì quan trọng nhất ? Sự sống. Sự sống là cái quan trọng nhất. Mà sự sống của chúng ta nương tựa vào cái gì ? Vào hơi thở. Các bạn còn đang thở không? Nếu các bạn nói rằng con không có thở nữa thì xin mời xe đưa vô trong này để đưa đi. Thực sự rằng á, chúng ta ngồi và tĩnh tâm theo dõi hơi thở thì chúng ta cảm thấy mọi cái áp lực, căng thẳng và lo âu, buồn phiền cũng như bế tắc trong cuộc sống nó đã giảm thiểu một phần rất là lớn. Nhưng mà trong cái nhìn của Đạo Phật á, thì Đạo Phật dạy rằng là chúng ta phải tìm ra nguyên nhân của những bế tắc đó để mà giải quyết từ cái gốc rễ. Chứ không phải là chúng ta chỉ tạm thời lao vào những cuộc vui chơi, kết bè, kết bạn để lao vào những cái trận nhậu nhẹt và chơi bời một cách là quá mê muội. Để rồi những cái bế tắc và gốc rễ đó nó vẫn còn nguyên. Cho nên khi chúng ta ngồi tĩnh tâm và theo dõi hơi thở như thế thì chúng ta mới nhận ra một cái chân lý mà Đức Phật đã dạy. Muôn đời không bao giờ thay đổi là gì? Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là vô thường. Cho nên trong Đạo Phật có một câu nói rất là hay là tất cả mọi thứ đều bị thay đổi. Chỉ có một thứ không bị thay đổi, đó là sự đổi thay. Tất cả mọi thứ đều bị sự thay đổi chi phối, chỉ có một thứ không bị thay đổi và không bị sự thay đổi chi phối, đó là sự đổi thay. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta khi mà bình yên, khi sóng gió, khi thành công, khi thất bại, khi hạnh phúc, khi đau khổ, đó là một cái chuyện gì? Chuyện đương nhiên, chuyện tất yếu. Ai cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau. Cái quan trọng là chúng ta đối diện với nó như thế nào, trong thái độ như thế nào, và giải quyết ra sao thôi. Cho nên đó là chúng ta thấy được cái chân lý mà Đức Phật đã dạy muôn thuở, muôn đời nó như thế. Cái quan trọng thứ hai nữa là gì? Nếu chúng ta gặp thất bại thì cái thất bại này, cái đau khổ này nó có phải là vĩnh cửu không? Nó có phải là trường tồn, nó phải là không thay đổi được không ạ? Xin thưa các bạn, tất cả những cái thất bại, đau khổ, bế tắc chúng ta gặp phải nó cũng có tính chất là gì? Là vô thường. Vậy thì nếu chúng ta biết nhìn và chuyển hóa cái sự vô thường đó thì từ cái thất bại đau khổ chúng ta sẽ chuyển thành cái gì ạ? Thành công và hạnh phúc. Điều đó là cái điều mà sự thật trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ cần mà mình thay đổi cách nhìn, mình nhìn một cách tích cực một chút về cái cuộc sống này thì mình sẽ thấy trong cái sự vô thường đó nó có những cái rất là hay. Ở bên Mỹ có một vị bác sĩ, ông đã 85 tuổi rồi. Một hôm, ông ta bị một cái bệnh và người ta phải giải phẫu và cưa một cái chân của ông. Các bạn thử hình dung một vị bác sĩ nổi tiếng mà bây giờ chính mình lại trở thành bệnh nhân và người ta phải cưa mất một cái chân ở tuổi 85. Thì ông cảm thấy như sao? Đau khổ lắm. Ông cảm thấy rất là tuyệt vọng và một cái suy nghĩ khởi lên trong tâm của ông là gì? Ông muốn chết. Ông muốn chết. Thì đang cái nỗi bế tắc và đau khổ ở tuổi 85 của một vị bác sĩ như thế, thì hôm đó đang nằm trong bệnh viện có một cô gái 6 tuổi theo ông bà của mình vào thăm những người thân. Và khi mà cô gái 6 tuổi đó bước vào trong phòng của cái vị bác sĩ vừa mới giải phẫu xong, nhìn cái chân giả của ông ấy, mà ông đang đau khổ lắm, thì cô gái reo lên. Cô gái vui lắm. Cô ta nói rằng: ồ, ông cũng có một cái chân giả à. Thưa ông, con cũng có cái chân giả giống như ông vậy nè. Và cô gái mới kéo cái ống quần của mình lên. Một cái chân của cô ta là một cái chân giả. Nó có 6 tuổi. Trước đó 2 năm. Và cô ta bị một cái tai nạn và bị mất một cái chân. Và bây giờ người ta đã lắp vào một cái chân giả cho cô ta có thể đi chậm rãi trở lại. Thì lúc bây giờ cái ông bác sĩ 85 tuổi này á,
Ông ta nghe cái câu nói của cô bé 6 tuổi và nhìn cái khuôn mặt tươi vui hồn nhiên và nụ cười thánh thiện của cô bé. Ông ta mới nghĩ rằng mình sống 85 năm trên cuộc đời này, mình học có địa vị, có bằng cấp, có danh vọng là một bác sĩ nữa, nhưng mà mình thua một cô bé 6 tuổi. Đứa bé này nó chưa học gì, nó chưa có trải nghiệm, nó chưa có bằng cấp và chưa có danh vọng gì. Tại sao nó mất một cái chân mà nó hạnh phúc, còn mình mất một cái chân mà mình đau khổ, mình tuyệt vọng và mình muốn tự tử. Và thưa các bạn, kể từ giây phút đó, cái vị bác sĩ 85 tuổi này đã thay đổi cái tâm lý của mình. Ông vui vẻ trở lại, ông rất là hạnh phúc trở lại. Ông nghĩ rằng là mình phải cảm ơn cái cô bé này. Cho nên sau đó 2 năm khi người ta tổ chức cái lễ sinh nhật của ông á, những học trò của ông rồi những cái bệnh nhân của ông đem đến quà cáp rất là nhiều. Nhưng mà ông ngồi ông không có vui. Và khi mà cô bé đó trở lại thăm ông 2 năm sau á, thì ông ta mới nói lên một cái điều rằng là cô bé này là cái vị thần hộ mạng của tôi. Và ông ta mới nói ra cái sự thật rằng là 2 năm trước khi mà bị giải phẫu như thế thì ông ta đã có một cái ý niệm là xa lìa và biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng chỉ vì một cái lời nói và một cái hành động của cô bé đã cứu lại cuộc đời của ông. Cho nên trong cuộc sống này, thầy nghĩ rằng khi chúng ta bình tâm lại, chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều là vô thường, thì chính cái sự vô thường đó trong cuộc sống nó có một cái tác dụng, nó có một cái phép màu để thay đổi những cái khổ đau, những cái thất bại, những cái buồn phiền, những cái bế tắc trở thành những cái hạnh phúc và thành công trong cuộc đời này. Mình phải có niềm tin, đừng có quá tuyệt vọng và bi quan trong cuộc sống này. Thứ hai nữa là khi chúng ta bình tâm trở lại, chúng ta sẽ có một cái nhận thức là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều có gì? Đều có nhân và có quả hết. Không phải cái gì là ngẫu nhiên. Và thưa tất cả các bạn, trong Đạo Phật có dạy rằng là nếu như bạn gặp phải những đau khổ, thất bại, những cái bế tắc, những cái thử thách trong cuộc sống, thì chúng ta đừng có quá buồn phiền. Bởi vì đó cũng là cái tương quan nhân quả giữa quá khứ, hiện tại. Và khi chúng ta phải nhận diện điều đó thì chúng ta sẽ thay đổi được cuộc sống. Nói đến những cái bế tắc trong cuộc sống thì trong Đạo Phật có một câu chuyện xảy ra vào thời của Đức Phật. Cô gái này 16 tuổi, cô ta lấy chồng. Và lấy chồng một thời gian thì cái người mẹ chồng á, vẫn còn trẻ. Và khi cái người cha chồng thì qua đời, cho nên cái người mẹ chồng còn trẻ, cho nên cái sự ham muốn về thể xác nó vẫn còn mạnh mẽ. Cho dù cô ta đã có một đứa con gái với người chồng rồi, nhưng mà người chồng lại lén lút quan hệ với người mẹ ruột của mình. Khi mà phát hiện ra thì cái cô vợ trẻ này buồn quá bỏ nhà ra đi. Thì đến một cái thành phố nọ, cô ta gặp một cái vị thương gia. Và vị thương gia này mới thấy cô ta rất là tốt bụng, xinh đẹp, cho nên mới kết hôn. Và cô ta mới về sống với vị chồng thứ hai là một thương gia. Thì khi mà chồng là thương gia cho nên buôn bán đi đây đi đó. Và có những cái ngày, có những cái đêm người chồng vắng mặt một cách rất là bí ẩn. Và cô ta rất là thắc mắc. Và đến một hôm thì cô ta phát hiện ra người chồng lại gian díu với một người con gái khác. Và cô ta mới tìm đến cái chỗ ở của cô gái đó để mà đánh ghen, để mà trả thù, để mà thể hiện cái phong cách của hoạn thư mình. Cho nên khi cô ta đến đó thì sao? Mới phát hiện ra cái người con gái trẻ đó không ai khác chính là đứa con gái ruột của mình. Thì cái người chồng thứ hai lại gian díu với chính đứa con gái ruột của mình. Thì lúc bấy giờ cô ta đau khổ quá, cô ta biến trở thành một cái cô gái lầu xanh, một kỹ nữ. Và cô ta trả thù cuộc đời bằng cách là gì? Cô ta tìm những cái gia đình trẻ có những cái người chồng mà thích chuyện này chuyện kia đó, cho nên cô ta giao tiếp rồi làm đổ vỡ biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình. Nhưng mà các bạn biết rằng là một hôm thì cô ta gặp ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên được xem là vị đệ tử nổi bật gì nhất trong 10 vị đệ tử của Đức Phật thần thông đệ nhất. Cho nên trong cái thần thông thì ngài Mục Kiền Liên có một cái khả năng thần thông là tha tâm thông. Tha tâm thông là gì? Là đọc được cái suy nghĩ của người khác.
Cho nên từ xa thấy Ngài Mục Kiền Liên đến thì cái cô gái mà buôn hoa bán phấn lầu xanh này, cô ta khởi lên một ý niệm là à, xưa nay mình phá những người thanh niên ngồi đời chán rồi, nhiều rồi, bây giờ phá ông thầy tu trẻ cho vui. Và khi mà thấy Ngài Mục Kiền Liên đến thì Ngài Mục Kiền Liên mở miệng trước, Ngài nói trước: cô đã gây biết bao nhiêu tội lỗi, làm đổ vỡ hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình, vậy cô còn chưa nhận ra tội lỗi mà bây giờ cô muốn phá đến người tu hay sao? Khi mà Ngài Mục Kiền Liên nói ra điều đó thì cô gái giật mình. Tại sao cái vị tu sĩ này hiểu được cái nguyện, cái tâm của mình, xấu xa của mình như thế? Cho nên cô ta sụp xuống và cô ta đã sám hối với Ngài Mục Kiền Liên. Và sau này á, Ngài Mục Kiền Liên mới giới thiệu cô ta phải sám hối, sửa đổi cuộc đời của mình, trở về gặp Đức Phật, xuất gia và trở thành một vị thánh giả A-la-hán có thần thông đệ nhất giống như Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc sống này chúng ta gặp những cái bế tắc hay những khổ đau thì không phải ngẫu nhiên đâu. Tại sao mình cũng học ngang với bạn, có khi mình thông minh với bạn, có khi là mình lanh lẹ và mình hoạt bát hơn bạn, và mình có một cái gia đình rất là vững vàng hơn bạn, nhưng mà tại sao bạn thành công, mình thất bại? Nó một phần á, là do cái khả năng hiện tại và nhân duyên hiện tại, nhưng là một phần là do cái nhân quả trong quá khứ và hiện tại của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn nhận như thế thì chúng ta phải biết rằng là tất cả mọi thứ vô thường và nhân quả nó là cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của mỗi người trong cuộc sống này. Và như thế thì chúng ta mới bước đến những cái việc làm sao để mà mình hóa giải trong cái những cái bế tắc này. Thầy nghĩ rằng á, cái bước đầu tiên á, bước kế tiếp á, để chúng ta thực hiện những việc hóa giải bế tắc và vượt qua những bế tắc trong cuộc sống á, là đầu tiên chúng ta phải biết chấp nhận cái gì mình đang đối diện. Ví dụ như mình sinh ra có một cái thân tướng nó không hoàn hảo, có một cái trí nhớ nó không tốt, có một cái hoàn cảnh gia đình không được tốt đẹp như mọi người. Cha mình là một kẻ tội phạm, cha mình là một kẻ nghiện ngập, mẹ mình là một người tội lỗi, mình mặc cảm như thế. Thì cái đầu tiên là gì? Mình phải chấp nhận cái sự thật đó, không nên quay lưng. Nếu như bạn gặp phải những khó khăn và bế tắc mà bạn quay lưng để mà bạn tìm đến một cái gì đó, bạn chối bỏ cái thực tại và sự thật đó thì nó sẽ không giải quyết được gì cả. Một hôm có một cái cô này còn trẻ lắm, cô đến chùa, một cái ngôi chùa ni, và cô xin xuất gia. Thì cái vị ni sư trụ trì ngôi chùa này mới hỏi cái cô gái trẻ này: tại sao con xuất gia? Thì cô gái này mới trả lời thật á, là tại vì người tình của con đã phụ tình con. Con đã quen với anh ta đã 5 năm rồi, và sắp đến ngày lên xe hoa, sắp đến ngày kết hôn, thì con rất là đau khổ phũ phàng khi phát hiện ra là cái người bạn trai của con đã có những quan hệ thầm lặng với người con gái khác. Con buồn đời quá, cho nên bây giờ con sao? Con muốn vô chùa, con đi tu. Thì vị ni sư trụ trì này mới bảo với cô gái trẻ này rằng là con đi tu như thế nó sẽ không tốt. Bởi vì sao? Con muốn tránh né, con muốn trốn tránh cái sự thật đó để con tìm cái niềm vui, tìm cái cuộc đời mới mình ở trong cái chốn thiền môn như thế này. Cái quan trọng là chúng ta phải nhận diện và sống với những cái trở ngại đó và tìm cách hóa giải nó, chứ không phải là mình trốn vô trong này hoặc là mình thay đổi môi trường như thế này là mình sẽ tốt đẹp đâu. Cho nên cái vị ni sư này mới phân tích cho cái cô gái này hiểu được rằng là đa số chúng ta sở dĩ vì sao mình gặp những bế tắc trong cuộc sống, mình gặp những khó khăn trong cuộc sống, bởi vì xưa nay chúng ta hay nương tựa vào người khác, hay nhờ cậy vào người khác, hay lấy cái người khác làm niềm vui của mình. Ở đây các bạn nhìn nhận một sự thật như thế này: ví dụ như mình có một người bạn trai, một người bạn gái rất là thân. Một hôm người bạn trai hoặc là bạn gái của mình quay lưng và không muốn nhìn mình nữa, mình nói cái gì người đó cũng la cũng mắng, mình làm cái gì người đó cũng chê bai, cũng sỉ nhục mình, thì mình sao? Các bạn sẽ phản ứng tâm lý như thế nào? Các bạn sao? Các bạn sẽ rất đau khổ, các bạn sẽ rất là tuyệt vọng buồn phiền. Như vậy thì mình sống vì mình sống với chính mình hay là mình sống vì người kia?
Nếu như một người bạn mình có một cái đối xử hành xử nào mà không tốt đối với mình á, thì cái lỗi đó là lỗi của ai ạ? Lỗi của bạn. Vậy thì bạn mình sai hay là mình sai? Hả? Bạn sai. Bạn sai đó là chuyện của bạn. Tại sao mình buồn? Tại sao mình rước cái khổ đó vào trong cái con người của mình? Thiền sư Ajahn Chah ở tại Thái Lan, ngài có một cái lời dạy rất là hay. Nếu như có một người nào chửi mình, ví mình là một con chó, thì sao? Thì mình hãy quay lại nhìn thử sau lưng mình có cái đuôi hay không. Vì con chó nó phải có cái gì? Có cái đuôi. Cho nên nếu chúng ta quay lại mình thấy sao không có cái đuôi thì mình là con người hay con chó? Con người. Vậy lúc đó mình có giận không? Không có giận. Mình là mình chứ. Còn người ta nói gì mình là chuyện của người ta. Các bạn thấy trong dân gian Việt Nam chúng ta, thường thường ông bà mình nói đi ra ngoài đường gặp đám ma thì sao? Hả? Xui hay là hên? Hên. Gặp đám cưới sao? À, tại sao gặp đám cưới xui? Không biết. Tại sao gặp đám ma lại hên? Sở dĩ chúng ta gặp đám ma thì chúng ta sẽ hên, may mắn. Bởi vì cái người nằm trong quan tài đó không phải là mình. Phải không hả? Còn sở dĩ mình gặp đám cưới mà mình xui xẻo là bởi vì người lên xe hoa không phải là mình. Thực sự khi mà tình yêu của chúng ta, khi mà gặp gỡ nhau trong giây phút đầu, nó đẹp, nó hồn nhiên, nó thánh thiện, nó sao xuyến, nó ly kỳ, nó thu hút dữ lắm. Cho nên người ta nói rằng là ban đầu khi mà hai người gặp nhau thì anh nói em nghe, quen với nhau thời gian đó, thì em nói anh nghe, mai mốt về sống với nhau hai người nói hàng xóm nghe. Lúc đó không ai nhường ai hết đó. Chưa kết hôn thì nhường nhịn hy sinh lắm, cái gì cũng được hết. Nhưng mà đã thành vợ chồng rồi thì lúc đó bộc lộ ra những cái tính cách trư bát giới rồi sa tăng rồi hiện ra hết. Cho nên đôi khi chúng ta trong cuộc sống này mình phải có những cái sự chấp nhận, chấp nhận với những thực tại để mình sống nó. Khi chúng ta chấp nhận với những cái điều đó, chúng ta không lệ thuộc vào những cái người khác. Có những người bạn khi mà buồn vì tình cảm người bạn trai của mình rơi vào sự bế tắc và đang tuyệt vọng như thế, thì bỗng nhiên con trai thứ hai xuất hiện và người con trai thứ hai biết lắng nghe. Nhưng mà anh chàng này á, là luôn luôn lắng nghe, nhưng mà có điều là lâu lâu mới hiểu. Cho nên anh ta cũng lắng nghe, cho nên cái người bạn gái này á, thấy được bạn trai thứ hai của mình biết lắng nghe, cho nên lại ngả lòng lại, phải lòng với người bạn trai. Và khi mà người bạn trai thứ hai này mà có những cái phản ứng và có những hành động gì không tốt đẹp, cho nên cô ta lại đau khổ tuyệt vọng lần thứ hai nữa. Cho nên đa số chúng ta lấy cái hạnh phúc là nương tựa vào người khác. Từ nhỏ chúng ta lệ thuộc, nương tựa quá nhiều vào cha mẹ. Lớn lên chúng ta nương tựa vào bạn bè và nhiều cái người thân. Và chúng ta xem đó như là một cái rào chắn, cái nơi an toàn cho chúng ta, làm cho chúng ta mất đi chính mình. Cái quan trọng là gì? Chúng ta hãy trở lại chính mình. Nhưng mà trở lại chính mình không phải là cái con người bản ngã cái ta, hay là cái ích kỷ của cá nhân. Mà trở lại với chính mình là trở lại với cái gì? Trở lại với những đức tính cao thượng, sáng suốt và từ bi và tuệ giác trong con người của mình. Cách đây một tháng, thầy đi giảng ở Quảng Nam. Rồi sau khi giảng ở Quảng Nam, thầy đi ra ngoài Đà Nẵng. Buổi chiều đó thầy phải đi nhanh về Bình Định, cho nên Phật tử đưa thầy vào trong một cái tiệm cơm chay ở tại Đà Nẵng. À, cái tiệm cơm chay này bình dân thôi quý vị. À, rồi thầy vào trong đó thầy ăn thì trời nóng lắm và tiệm cơm chỉ có vài cái cây quạt. Mà khi mà thầy ngồi với quý Phật tử ở đó thì có một cái cô gái cũng là Phật tử ở tại Đà Nẵng, cô ta cũng ngồi vô, cô ta kêu thức ăn để cô ta mang về thức ăn chay. Thì có một ông cụ, ông bán vé số, thấy cái hình thân hình ổng tội lắm, ốm o và đen điêu và già cả lắm, cầm sắp vé số. Thì khi mà ông cụ cầm sắp vé số vô, ông ta khúng núm, ông ta mặc cảm, cho nên ông ta tìm một cái góc ông ta ngồi.
và ông ta kêu một cái dĩa cơm chay để ông ta ăn. Thì cái cô gái mà Phật tử ngồi cái bàn bên kia thấy cái ông cụ đáng như cha như ông của mình vào mà nghèo khổ bán vé số. Cho nên cô ta mới kêu cái người chạy bàn lại là cô ta gửi tiền cái đĩa thức ăn đó cho ông cụ. Và khi mà cô ta đã nhận cái thức ăn cô ta mang về thì trước khi cô ta về, cô ta đến chỗ cái bàn của ông cụ á, cô ta ôm cái vai của ông cụ. Và cô ta nói rằng là: "Cụ ơi, thưa ông, con đã trả tiền cái dĩa cơm này cho ông rồi." Chúng tôi chứng kiến cái hành động đó đó, chúng tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Thầy xúc động lắm. Trong cuộc sống này mà chúng ta biết mở lòng ra để chấp nhận những cái hiện tại và mình sống với những cái niềm vui bình thường, bình dị đó, cho nên cuộc sống mình nó giải tỏa, nó nhẹ nhàng và cảm thấy nó thanh thản vô cùng. Hạnh phúc là ở đó, và cái niềm vui là ở đó, chứ không phải là cái gì cao xa cả. Cho nên khi chúng ta ở đây, mình biết chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại, và mình thay đổi cái cách nhìn trong cuộc sống với những cái bế tắc, và bằng một cái tâm lý của chúng ta là với những cái suy nghĩ tích cực, thì mọi thứ nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực với chúng ta. Các bạn biết rằng là Thomas Edison là một cái nhà phát minh nổi tiếng bậc nhất của nước Mỹ, và trong nhiều lần mà ông thí nghiệm những cái phát minh và để đưa đến những phát minh như thế thì ông gặp nhiều cái thất bại. Một hôm ông làm một cái thí nghiệm thì sao không biết, ông cũng đã nghiên cứu lâu rồi nhưng mà lại bị một cái hậu quả là hỏa hoạn. Thì cái nhà của ông bị cháy hết, thiêu rụi hết. May mắn thì hai vợ chồng ông thoát ra được và nhìn cả một cái cơ ngơi của mình bị thiêu rụi trong lửa. Người vợ thì khóc lóc buồn bã, còn Thomas Edison thì thản nhiên. Và khi mà người vợ ngạc nhiên với thái độ của người chồng mình và xây qua hỏi Thomas Edison tại sao mà ông không đau khổ, ông không buồn phiền, ông không tuyệt vọng, không bế tắc khi mà gặp phải khó khăn đó và cái sự mất mát này, thì Thomas Edison mới trả lời rằng là: "Tất cả đều bị cháy nhưng cũng còn cái gì đó." Còn cái gì đó? Bà vợ bà thắc mắc, bà hỏi còn gì đó là còn cái gì? Thì ông mới trả lời rằng là: "Còn sự sống của anh và em. Nó không bị cháy." Tức là mình còn sống. Mọi thứ đều cháy mà mình còn sống thì nó còn tất cả. Chứ còn á, mọi thứ nó còn nhưng mà mình không còn sống sao? Mất tất cả. Cho nên á, chúng ta thấy trong cái cuộc sống này á, mình có một cái suy nghĩ tích cực và thay đổi cách nhìn á, thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Và mình sẽ có một cái hướng giải quyết trong cuộc sống này, bình tâm chấp nhận hiện tại với những suy nghĩ tích cực về những cái bế tắc, thì mọi việc nó sẽ được giải tỏa một cách từ từ và tốt đẹp. Có một anh chàng này, ảnh thương cô gái và ảnh rất là siêng. Siêng là sao? Trong vòng 2 năm như thế, ảnh viết thư tình cho cô gái. Nhưng mà hàng 600-700 cái bức thư, mỗi ngày anh viết một lá thư mà 600-700 bức thư gửi cho cô gái, không một lời hồi đáp, không một bức thư trả lời. Và anh ta buồn quá. Đây là cái câu chuyện xảy ra ở Nhật. Anh ta buồn quá thì anh ta mới lên một cái thiền viện và xin xuất gia tu ở đó. Thì anh tu ở đó trong khoảng vài năm sau, thì cái cô bạn gái mà anh ta gửi thư đó gặp phải một cái gã sở khanh, một cái người không đàng hoàng chân chính, và cô ta đã bị đau khổ tuyệt vọng với cái người bạn trai đó, cho nên là cô ta mới đau khổ quá, chia tay, cô ta mới tìm lại cái người bạn xưa. Và bây giờ bạn xưa của mình đã xuất gia rồi. Cho nên khi cô ta đến cái tịnh thất của cái người bạn trai bây giờ là một vị tăng ấy, cô ta xin kết lại nối nghĩa tình xưa. Nhưng mà cái người này đã đi tu rồi, cho nên vị tu sĩ này rất là dứt khoát rõ ràng và không tiếp cô ta. Cô ta buồn quá, cô ta về nhà, cô ta đến một cái bờ sông và cô ta nhảy xuống đó tự tử. Dân ở trong làng đó mới lập một cái miếu để thờ cô ta. Và khi mà hay tin cái người con gái đó đã tự tử, thì cái vị thiền sư này ở trên cái thiền viện đó đi đến cái dòng sông nơi cái miếu đó, thắp một cái nén nhang cho cô ta. Và ông ta làm những cái câu thơ rất là hay. Ông ta nói rằng là: "Khi cô đến tịnh thất của tôi thì lá vàng mùa thu rơi tơi tả.
Khi cô đi rồi thì gió mùa thu làm lá vàng rơi tả tơi. Ngày xưa đó thì cô hạnh phúc thản nhiên thì tôi đau khổ. Đến khi tôi thản nhiên hạnh phúc đó, thì bây giờ cô lại đau khổ. Tất cả mọi sự vật trên đời này đều là vô thường. Bây giờ thì cô chết rồi. Vậy thì xin cô hãy như tôi, thanh thản, hồn nhiên, như cơn gió. Cơn gió rì rào giữa đồi thông, giữa rừng đồi thông. Ông ta làm một cái bài thơ đó, rồi ông ta viết trên cái đền thờ cô gái đó và ông ta trở về. Tức là khi mà cái người con trai này á, trước đây á, anh ta gặp cái bế tắc trong tình yêu á, thì anh ta làm gì? Anh ta tìm cái cách giải tỏa nó ở cái nơi thích hợp, đó là ngôi chùa. Và nếu như các bạn nào ngồi trong đây mà có những cái bế tắc mà tương tự như thế thì chúng ta sẽ có hướng giải quyết. Chúng ta đừng có quá nông nổi và dại dột giống như cô gái kia. Bởi vì sao ạ? Trong cuộc sống này nếu không có người con trai đó thì sao? Có vô số người bạn trai khác, chẳng hạn như các bạn trai ngồi đây. Chúng ta đừng có quá mà co cụm và quá thiên kiến lệch lạc và chấp thủ vào một cái điều gì đó nó nhỏ bé. Đôi khi á, mình không được cái tình cảm người bạn trai đó, mình gặp những người khác còn tốt hơn, đẹp trai hơn, và sáng sủa hơn, thông minh hơn, ga lăng hơn. Chứ không phải là chỉ có một người đó là toàn vẹn đâu. Trên cuộc đời này đâu có gì là tuyệt đối đâu. Thành ra ở đây chúng ta biết thay đổi cái cách nhìn với cái thái độ tích cực hơn, và chúng ta học cách mỉm cười với số phận của mình. Từ đó mình sẽ có cái hướng giải quyết. Giải quyết ở đây là gì thưa các bạn ạ? Giải quyết ở đây là chúng ta hãy trở lại với cái nhìn nhận trong cuộc sống. Và khi chúng ta đã có một cái sự ổn định trong cái nhận thức thì đòi hỏi chúng ta phải trau dồi cho mình một cái năng lực nội tâm. Ở đây thầy nghĩ rằng á, khi chúng ta đã có một cái sự ổn định trong nội tâm, hoặc là chúng ta về chùa, về các đạo tràng, mình tụng kinh, niệm Phật, trì chú, hay là lạy sám, hay là làm các việc công quả ở trong chùa với mục đích gì? Với mục đích gì ạ? Thưa các bạn, chúng ta về chùa tu, chúng ta về chùa sinh hoạt với một mục đích rõ ràng là gì? Là giúp cho mình có cái sự thanh thản, có một cái sự bình yên trong tâm hồn, có một cái sự quân bình trong cuộc sống. Khi mà sự quân bình trong cuộc sống và tâm lý của mình trở nên là ổn định và mạnh mẽ thì đối diện với những cái bế tắc trong cuộc sống sao, mình sẽ bình thản, từ tốn và không lo âu sợ hãi gì cả. Erich Fromm là một nhà phân tâm học nổi tiếng ở phương Tây. Và một hôm thì có một số sinh viên đến hỏi ông rằng là sự tương quan giữa tâm lý và vật chất như thế nào. Thì ông không trả lời ngay. Ông ta dẫn các sinh viên đến một cái căn phòng bí ẩn, và trong đó không có điện. Và ông ta dẫn các sinh viên của mình á, vào trong phòng đó. Giữa phòng có một cái hố rất là lớn, rất là sâu. Và ông dẫn từng sinh viên đi qua một cây cầu gỗ, nó vừa bước chân thôi. Và cái đoàn người cứ lặng lẽ đi qua cái cầu đó, đi qua bên kia của cái hố đó. Khi mọi người đi qua hết rồi thì ông ta cho bật điện lên, mở điện lên. Thì nhìn lại các sinh viên giật mình, bởi vì đó là một cái hố rất là sâu, dưới đó có hàng ngàn con rắn độc, rắn hổ mang, những cái loại rắn cực độc, và ông ta thả dưới cái hố đó. Và khi mà đi qua bên cây cầu bên kia thì chỉ có một cách là đi ngược trở lại thôi. Thì ông Erich Fromm mới bảo với các sinh viên rằng bây giờ hồi nãy các con á, không thấy những cái hố sâu và con rắn độc này thì các con đi bình yên không? Các sinh viên nói đi rất là bình yên. Thì bây giờ Erich Fromm nói bây giờ các con hãy đi ngược lại đi. Không ai dám đi hết. Tại sao hồi nãy mình đi một cách là nhẹ nhàng và thoải mái, và tại sao bây giờ mình không dám? Bởi vì mình sợ. Cái tâm lý của mình gặp cái gì cũng sợ hết, gặp cái gì cũng lo hết. Thực sự rằng chúng ta thấy mình có những cái nỗi sợ, nỗi lo vô cớ, không có rõ ràng, thì cái điều đó nó sẽ là một cái trở ngại cho chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta sợ mình gì? Sợ mình xấu và sợ mình nghèo. Trong đạo Phật dạy rằng
Cái xấu nhất là xấu ở tính cách, xấu ở đối xử hành động. Chẳng hạn như Đức Phật dạy trong kinh rất là hay, loài quạ tiếng kêu nó dễ nghe không các bạn? Khó nghe. Cái hình dáng, cái màu sắc nó đẹp không ạ? Nó không có đẹp, nó đen điêu lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng loài quạ tiếng kêu khó nghe, hình dáng khó nhìn và không có đẹp. Nhưng loài quạ có một cái điều rất là đẹp, là loài quạ có một cái lòng hiếu thảo rất là sâu sắc. Khi mà quạ mẹ mang thức ăn về cho con, mớm thức ăn cho con, thì quạ con không bao giờ ăn. Chúng ta để ý chuyện này. Chẳng hạn như cha mẹ mình đi đâu mua về đồ cho mình, hay là cho cái gì mình ăn là mình sao? Mình ăn trước, dành ăn trước cha mẹ ngay. Nhưng mà loài quạ rất là hay, là khi quạ mẹ, quạ cha mà mớm thức ăn cho quạ con, quạ con không bao giờ ăn. Quạ con mới đẩy cái thức ăn đó vào trong miệng của cha mẹ. Và khi quạ cha quạ mẹ ăn no xong rồi, dư bao nhiêu thì quạ con nó mới ăn. Quạ con nó mới ăn. Và khi mà quạ cha mẹ mà bị bệnh, quạ con không bao giờ vắng mặt hết. Và khi mà cha mẹ qua đời thì các loài con quạ con nó ở tại cái tổ ấm đó, nó không bao giờ chịu bay đi suốt cả năm cả tháng đó. Đức Phật nói rằng con người ta sinh ra đẹp không phải là ở cái hình thức bên ngoài, không phải là phải sửa sang, phải đi qua Thái Lan, phải đi qua Hàn Quốc, tốn biết bao nhiêu tiền. Nó đẹp là đẹp ở trong cái nhân cách, ở trong cái hành xử. Chứ các bạn cho dù đẹp bề ngoài mà cái đụng đâu cũng nhăn nhó, cũng song si lên thì uổng, nó không có giá trị gì hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy, cũng đối với vấn đề đó cũng vậy, chúng ta giàu nghèo cũng vậy. Nhiều người mặc cảm nghèo quá cho nên chúng ta hay buồn phiền. Nhưng mà nghèo là gì, giàu là gì ạ? Giàu tức là mình giàu hơn những người nghèo hơn mình. Nghèo là mình nghèo hơn những người giàu hơn mình. Vậy thôi, không có gì hết. Chứ có bao giờ có người nào giàu nhất không? Có người nào giàu tuyệt đối không? Có người nào đẹp tuyệt đối không? Tất cả tương đối thôi. Chúng ta đừng bị kẹt vào những cái điều đó. Cho nên ở đây thầy nghĩ rằng là chúng ta trở về với Phật giáo, chúng ta trở về với Đạo Phật, chúng ta tu tập, chúng ta hành trì những cái phương pháp thiền, những cái phương pháp quán niệm hơi thở, tụng kinh niệm Phật như thế, nó giúp cho chúng ta một cái sự ổn định tâm lý, một cái năng lực nội tâm, một cái sự an định trong tâm hồn. Thì khi tâm lý vững chãi, sống ở đâu, gặp bất kỳ nghịch cảnh và khó khăn gì, chúng ta vẫn an nhiên tự tại, không có gì phải lo lắng hết, không có gì phải bị tuyệt vọng hết. Cho nên từ cái việc mà chúng ta trau dồi cái năng lực nội tâm của mình á, theo quan điểm của Đạo Phật á, thì mọi nghịch cảnh trở thành thuận duyên, đều có cơ hội tốt. Và mọi khó khăn đều là một thử thách tốt để cho chúng ta vươn lên trong cuộc sống này. Cái điều cần thiết nữa là để vượt qua những khó khăn và nghịch cảnh, chúng ta cần một cái tấm lòng bao dung, một cái tình yêu, một cái tình thương, thương mình và thương người. Tình thương đó thầy nghĩ rằng nó rất là cần thiết cho tất cả chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái tình thương đó nó giúp cho chúng ta biết sống có phải trái nhân nghĩa, và những cái khó khăn trong cuộc đời này nó sẽ không làm cho chúng ta đau khổ. Ở tại Canada đó, có một ông cụ này gần 90 tuổi rồi. Một hôm ông bị đứt cái tay. Ông mới vào trong cái phòng mạch bác sĩ á, để cho bác sĩ băng cái vết đứt lại. Nhưng mà buổi sáng hôm đó ông cứ, tại vì ông đến trễ cho nên ông phải chờ đến 15 bệnh nhân mới đến lượt ông. Ông cứ nhìn cái vết đứt của cái tay của ông và nhìn đồng hồ. Có cái cảm biểu hiện là nôn nóng lắm. Thì một cái cô y tá trong phòng mạch đó mới chạy xuống phía dưới và hỏi ông cụ gần 90 tuổi: "Thưa ông có việc gì gấp hay sao mà ông cứ nhìn đồng hồ liên tục?" Thì ông cụ nói rằng là: "Tôi có một cái buổi hẹn, một cái giờ hẹn, mỗi buổi sáng khoảng 9 giờ tôi phải có mặt ở cái nơi đó, cho nên bây giờ tôi bị đứt tay một cách đột ngột, cho nên tôi muốn băng bó sớm để đến đúng hẹn." Cho nên cái cô y tá đó đưa ông ta lên trước và băng bó cái vết thương, vết đứt của ông. Sau khi băng bó xong, cô ta mới mạnh dạn hỏi ông cụ: "Thưa ông gần 90 tuổi rồi, mà mỗi buổi sáng ông có cái hẹn quan trọng, đó là hẹn gì ạ?" Thì ông cụ mới nói rằng là: "Tôi đến ăn sáng với bà xã của tôi." Quý vị thấy,
cái tình yêu nó quá nồng nàn hơn. Và cô ta mới hỏi rằng: bà xã, bà cụ ở đâu mà ông hẹn ăn sáng, tại sao không ăn sáng ở nhà? Thì ông cụ nói rằng là bà vợ của tôi đang ở viện dưỡng lão, cách đây 5 năm bà ta bị chấn thương và bây giờ bà mất trí nhớ, bà bị bệnh tâm thần, cho nên người ta đưa vào trong cái viện dưỡng lão. Thì từ đó đến đây 5 năm rồi, mỗi buổi sáng 9 giờ tôi đều có mặt ở viện dưỡng lão để ăn sáng với bà vợ của tôi. Thì cô y tá mới hỏi rằng là: thưa ông, vậy thì bà cụ đã bị chấn thương ở não và mất trí nhớ, vậy thì mỗi lần ông ăn sáng với bà cụ thì bà cụ có biết ông là chồng không? Có biết ông là ông xã, là người chồng không? Thì ông cụ nói rằng không, vợ tôi mất trí nhớ cho nên đâu có biết tôi là ai. Thì cô ta mới hỏi tiếp: vậy thì bà cụ không biết ông là ai thì tại sao ông phải lại có một cái sự nghiêm túc trong cái buổi ăn sáng đối với người mất trí nhớ như thế? Thì ông cụ ông mới trả lời như thế này: bà ta không biết tôi là ai, nhưng tôi biết bà ta là ai. Cái quan trọng là mình đối xử với người ta, sống với người ta, đừng đòi hỏi người ta phải sống sao với mình. Các bạn phải thấy rằng cái tình thương thật sự, cái trái tim yêu thương thật sự, nó sẽ là một phép màu, là một liều thuốc vi diệu để hóa giải những mâu thuẫn bế tắc trong cuộc sống này. Nếu chúng ta sống bằng tất cả sự yêu thương, sự hiến dâng phụng sự cho mọi người, cho bạn bè, ngay cả những kẻ thù của mình nữa, thì một ngày nào đó hạnh phúc và sự hóa giải hòa hợp đó nó sẽ đến với ta rất là nhanh và màu nhiệm. Cho nên trong cuộc sống này không thể nào thiếu tình thương. Càng có tình thương và sự hy sinh với nhau thì những cái trở ngại khó khăn càng giảm thiểu, cuộc sống được bình yên ở trong cuộc đời này. Thưa tất cả các bạn, hôm nay Thầy đến đây để gặp gỡ, chia sẻ với tất cả các bạn về những cái khó khăn, trở ngại, bế tắc trong cuộc sống và những cái giải pháp một cách là đơn giản cho tất cả các bạn để chúng ta áp dụng. Chúng ta phải biết rằng cuộc sống của chúng ta ngày nay không phải ai cũng dễ dàng, ai cũng thuận duyên hết. Chúng ta ở trong mọi phương diện, từ một người nông dân, từ một người công dân bình thường cho đến một vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia, đều có những cái áp lực thầm lặng, có những cái khổ đau mất mát, những cái bế tắc. Nhưng quan trọng ở chúng ta tùy theo độ tuổi, hoàn cảnh, nhận thức, chúng ta nên biết cách để nhìn nhận và từng bước hóa giải, ôm ấp những cái bế tắc đó và từng bước làm sao để giải tỏa. Không bao giờ chúng ta khởi một cái ý niệm tiêu cực và tuyệt vọng khi đối diện với những khó khăn. Giống như mình đứng dưới chân núi và mình nhìn lên ngọn núi. Muốn lên ngọn núi đó để nhìn tất cả mọi cảnh vật xung quanh thì chúng ta phải làm sao? Phải lên đèo, phải vượt dốc. Và mỗi lần chúng ta lên một cái đoạn đèo, một cái đoạn dốc là chúng ta đã thành công một bước trên cuộc đời của chúng ta. Những bế tắc, những khó khăn, những trở ngại giống như những cái đèo, cái dốc trong cái lộ trình cuộc đời của chúng ta. Quan trọng là chúng ta có đủ can đảm để vượt qua, để tiến đến cái đỉnh cao trong hạnh phúc cuộc đời và thành công của chúng ta. Thì đó mới là cái bản lĩnh thực sự, là nguyên tắc sống cần thiết cho tất cả chúng ta.